Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Nguyên Song Bếp Nhà Tôi. Sáng nay mình đã vừa mới đi bộ với em bé về xong thì mình thấy có chiếc xe đang đưa thư này các bạn. Mình quay lại cho các bạn xem nha. Ở bên Mỹ những cái xe đưa thư nhìn dễ thương ha. Đây là dịch vụ của Post Office, thì bình thường người ta hay gửi mail nè, card nè, thư từ rồi những cái bưu phẩm qua cái dịch vụ này. Nhưng mà ở đây cũng có rất là nhiều dịch vụ luôn, giống như là của Amazon hay là của UPS thì sẽ có những cái xe loại khác nha. Bây giờ thì mình sẽ vào bếp cùng nhau làm món của ngày hôm nay nha. Thì bữa giờ mình cũng không có đi chợ nè, cho nên là có gì thì ăn đó. Ở đây là cái tủ mà mình hay đựng những cái đồ ăn khô, để mình kiếm coi có cái gì để mình nấu không nè. Bữa nay thì mình muốn ăn đồ Hàn Quốc, cho nên là chắc mình sẽ nấu món Hàn Quốc đó các bạn. Mình sẽ nấu món mì cay theo kiểu của Hàn Quốc nha. Ở đây á, mình đã tìm thấy cái miếng khô Hàn Quốc này nè. Đây là cái miếng mà người ta làm bằng khoai lang đó các bạn. Còn đây á, là cái nấm đông cô khô. Mình sẽ cần hai cái thứ này để làm cái món mì cay. Tiếp theo mình sẽ mở cái tủ lạnh này ra để coi thử coi là có cái gì mà mình nấu được không nha. Đây là cái tủ mà mỗi lần mình nấu đồ ăn dư là mình bỏ trong đây hết nè, cho nên là rất nhiều đồ ăn mà cũng hơi bừa bộn một chút, các bạn thông cảm nha. Mình hay đi chợ mua đồ ăn cho cả tuần á, cho nên là rau củ quả đều để trong đây hết luôn. Đây là cái rong biển để nấu cái nước súp nha. Và mình cũng cần thêm cái loại cá khô nữa, đây là cá khô của Hàn Quốc. Và cần nhất vẫn là tương ớt gochujang. Đây là tương ớt Hàn Quốc mà người ta rất là hay sử dụng trong nấu ăn luôn. Ở đây mình có hai củ cà rốt đã được gọt sẵn đây nè, và có thêm trái zucchini. Là vậy là xong. Đây là những cái nguyên liệu mà mình sẽ dùng để nấu món mì cay cho ngày hôm nay nha. Ở đây mình có đầy đủ rau củ quả rồi, nhưng mà mình vẫn muốn bỏ thêm một là thịt, hai hoặc là đồ ở biển, thì mình sẽ xài cái bao sò ốc mà lần trước mình ăn còn dư một nửa nè. Mình sẽ xài cái này cho cái món mì cay luôn. Trước tiên các bạn sẽ ngâm cái miếng khô này ở trong nước khoảng 15 đến 20 phút để cho nó mềm ra nha. Rồi sau đó mình sẽ bỏ chung vô cái nồi nước súp và làm món mì cay thôi. Đây là cái loại miếng khô mà người ta hay dùng để làm món mì trộn japchae của Hàn Quốc đó các bạn. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị cái nồi nước ha, rồi cho vô đây cá khô nè. Rồi mình cho thêm rong biển khô nữa. Tất cả những cái loại này các bạn có thể tìm mua được ở siêu thị hàng nha. Mình cho vô đây nấm đông cô khô nè. Các bạn cũng có thể xài nấm tươi cũng được, không sao. Tất cả những nguyên liệu này các bạn chỉ cần nấu trong vòng 10 đến 15 phút rồi vớt ra. Nấm đông cô thì mình giữ lại nha. Còn rong biển và cá khô thì mình sẽ bỏ đi. Rau củ quả này á, thì các bạn sẽ cắt sợi dùng mình nha. Ở đây là có zucchini nè, cà rốt nè, rồi hành tây. Nấm thì mình cũng cắt sợi luôn. Nấm này sau khi cắt xong thì các bạn có thể bỏ vô nồi nước liền cũng được ha. Bây giờ mình đang làm cái nước sốt để cho cái món mì cay này các bạn. Thì các bạn cần phải có tương ớt gochujang với lại thêm cái ớt bột cay của Hàn Quốc, và cho thêm nước mắm nè, rồi nước tương, và cho thêm tỏi băm vô là xong. Để cho nó bớt mặn thì các bạn có thể cho thêm chút đường hoặc chút bột nêm cũng được nha. Cho hỗn hợp này vào nồi nước súp và nấu thêm khoảng 10 đến 15 phút là xong. Các bạn có thể cho hành tây và cà rốt vô liền luôn cũng được. Rồi sau đó là cái mì khô mà mình đã ngâm nước rồi đó. Nhớ đập thêm trái trứng nữa cho ngon nha. Các bạn khuấy thiệt là đều. Sau khi nước sôi á, thì mình sẽ thả sò ốc vô. Và cuối cùng là cái trái zucchini. Đây là cái loại mướp, giống như là mướp kiểu của Tây đó các bạn. Và nhìn nồi mì cay hấp dẫn chưa? Thơm phức luôn các bạn ơi. Vậy là xong cái món mì cay theo kiểu của Hàn Quốc. Mình nấu xong thì mình đã bỏ qua một cái nồi nhỏ như vậy nè. Cái nồi này mình cũng mua được ở tiệm Hàn Quốc luôn đó các bạn. Để ăn món này thì các bạn nhớ xé vô đây một ít rong biển nha. Cái loại rong biển mà người ta hay dùng để ăn chơi, hoặc là cái loại mà các bạn dùng để gói sushi cũng được, không sao hết. Rồi rắc vô đây thiệt là nhiều mè cho thơm. Xong rồi đó các bạn, đây là cái món mì cay mà mình cảm thấy là dễ làm nhất luôn. Cái vị của nó rất là cay và ngon. Ai muốn ăn cay hơn nữa thì cho thiệt là nhiều ớt vô nha. Còn cái mùi sò ốc mà ăn chung với cái mì này là hết sảy luôn các bạn ơi. Nếu mà các bạn muốn biết vị nó ngon như thế nào thì làm thử đi rồi cho mình biết ha. Mình mời các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã dành thời gian để xem video này. Nếu các bạn thấy thích thì nhớ bấm like và
bấm chuông đăng ký để xem tiếp những video mới của mình nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye!